Hello, xin chào Nhâm đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 69 của Đấu Đế Đại Lục, Hỗn Độn Bất Diệt cho Tiêu Viêm một cơ hội. Tiêu Viêm khi nào đánh không được nữa hãy nhận thua, hắn sẽ dừng tay tha cho Tiêu Viêm một mạng. Chuyển sang tập 70 của Đấu Đế Đại Lục, Nô Long Cổ Huyễn yêu tộc đánh giá Tiêu Viêm rất mạnh sát thương tấn công, nhưng Tiêu Viêm đấu khí trong người dần cạn kiệt hết mana sử dụng. Còn hai người Long Nghĩ và Tình Vô Trần chưa hiểu Tiêu Viêm cảm thấy mệt mỏi. Trở lại với Hỗn Độn Bất Diệt đã ngưng tụ một thanh đao bằng đá xung quanh mấy trăm mét chém vào Tiêu Viêm. Tình Vô Trần ở xa đã la to Tiêu Viêm hãy cẩn thận pha này. Thế nhưng Hỗn Độn Bất Diệt đã ôm đầu trên bầu trời khi dính phải sóng âm linh hồn đấu kỹ của Tiêu Viêm. Bởi vậy Hỗn Độn Bất Diệt đã biến thành trạng thái ma thú hỗn độn. Lớp vải màu đen, trên đầu có một cái sừng dài mấy trăm mét. Lúc này Hỗn Độn Bất Diệt nói chuyện với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm được hắn xác nhận là một tuyệt thế thiên tài. Nhưng khi hắn ở trạng thái bản thể ma thú, sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Tiêu Viêm hãy dừng tay đi. Tiêu Viêm tay cầm kiếm thiên hỏa tuyên bố đánh với Hỗn Độn Bất Diệt đến cùng. Do đó Hỗn Độn Bất Diệt muốn Tiêu Viêm sao lại lì muốn solo đến sống chết. Tiêu Viêm sử dụng độc kỹ Phong Quá Vô Ngân di chuyển tốc độ cao áp sát bản thể ma thú của Hỗn Độn Bất Diệt. Tiêu Viêm sử dụng độc kỹ Thương Khung Hàn, là một cột màu đỏ đánh vào cơ thể Hỗn Độn Bất Diệt. Tuy nhiên cơ thể Hỗn Độn Bất Diệt miễn nhiễm sát thương linh hồn. Trở lại với hai người Long Nghĩ và Tỉnh Vô Trần thấy Tiêu Viêm trận này đánh thiếu iốt trên đầu ghê. Chuyển đến chỗ Hỗn Độn Bất Diệt vẫn đề nghị Tiêu Viêm mau dừng tay. Nhưng Tiêu Viêm đã sử dụng đấu kỹ Thiên Xích Vô Ảnh chém vào chân trái của Hỗn Độn Bất Diệt. Rất nhiều vảy đã văng ra ngoài hiện cả thịt cơ bắp, làm cho Hỗn Độn Bất Diệt kêu đau thảm thiết. Hỗn Độn Bất Diệt cảm thấy đấu khí trong người Tiêu Viêm đang ở mức dưới 10% sắp sập nguồn. Hắn từ trong mồm phun ra một luồng ánh sáng vào người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cầm cây kiếm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích che trước ngực. Tiêu Viêm bay về phía sau phật máu mồm trên. Long Nghĩ bên ngoài đã gọi cha Tiêu Viêm, còn Tình Vô Trần kêu Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm đang bay về phía sau chảy máu mồm. Hắn vẫn chưa thấy thằng Hồn Ảnh Tuyệt Cắn Câu xuất hiện ám sát đi. Đôi lúc này, hồn ảnh tuyệt của hồn ma bộ tộc đã cầm một thanh kiếm từ gốc cây trong rừng di chuyển đâm sau lưng Tiêu Viêm. Long Nghĩ thấy vậy đã la to khản cả giọng. Còn Tình Vô Trần giận tím mặt di chuyển nhanh đến chỗ Tiêu Viêm. Trở lại với Tiêu Viêm đã bật xương cánh thiên yêu hoàng tộc đằng sau lưng chắn cây kiếm của hồn ảnh tuyệt. Tiêu Viêm lảo đảo về phía trước mấy bước. Hồn ảnh tuyệt cơ thể toàn khói đen định di chuyển biến mất. Tiêu Viêm đã lấy một bình thanh linh dịch khôi phục mana đấu khí. Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ Thương Khung Hàn, một luồng ánh sáng màu đỏ chui vào đám khói màu đen, làm cho hồn ảnh tuyệt đã lộ diện cơ thể thật. Trở lại với Hỗn Độn Bất Diệt bất ngờ về đấu khí của Tiêu Viêm, khi Tiêu Viêm còn 1% pin đã hồi phục 100% trong lần sạc. Ngoài ra Tiêu Viêm chủ yếu đánh nhau dù tên hồn ảnh tuyệt. Chuyển đến chỗ Tiêu Viêm tay cầm kiếm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, hắn đã sử dụng đấu kỹ mạnh nhất của mình chuẩn thánh giai Thiên Xích Vô Ảnh. Tiêu Viêm chém vào hồn ảnh tuyệt. Hồn ảnh tuyệt tăng tốc độ di chuyển né sang một bên né được. Sau đó hồn ảnh tuyệt ném một lưỡi dao vào Tiêu Viêm. Hồn ảnh tuyệt quay đầu di chuyển vào rừng rậm trốn. Tuy nhiên Tiêu Viêm đánh bay lưỡi dao và Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ chạy nhanh kèm theo cánh thiên yêu hoàng tộc đã tạt đầu chặn hồn ảnh tuyệt. Tiêu Viêm một lần nữa sử dụng đấu kỹ Thương Khung Hàn. Một không gian màu đỏ đã chùm vào hồn ảnh tuyệt khoảng vài trăm mét. Hồn ảnh tuyệt đã giả kêu đau đầu bị choáng. Tiêu Viêm thấy vậy dùng kiếm thiên hỏa phi đến chém vào hồn ảnh tuyệt. Hồn ảnh tuyệt dùng hai chân có hai lưỡi dao kẹp vào cây kiếm của Tiêu Viêm, còn hai tay phóng hai mũi dao vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm phản xạ dùng kiếm của mình che trước người đỡ hai mũi dao. Sau đó Tiêu Viêm cầm kiếm thiên hỏa phang vào đầu hồn ảnh tuyệt. Hồn ảnh tuyệt cúi đầu cầm kiếm đâm vào người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng tay đánh vào cổ tay của hồn ảnh tuyệt. Hồn ảnh tuyệt vội vã rút tay lại. Từ trên tay hồn ảnh tuyệt bắn ra một cung tên nhỏ vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng xương cánh thiên yêu hoàng tộc che chắn người đỡ cung tên nhỏ. Vì vậy hồn ảnh tuyệt đã di chuyển gần ra khỏi phạm vi không gian màu đỏ Tiêu Viêm tạo ra. Hắn lấy thanh dao nhỏ ném vào không gian màu đỏ để phá. Nhưng Tiêu Viêm điều khiển không gian màu đỏ thu lại, khiến hồn ảnh tuyệt chưa phá được không gian đỏ. Tiêu Viêm thấy vậy đã dùng đấu kỹ Du Viêm Hóa Tam Xích, một bầu trời lửa đánh vào hồn ảnh tuyệt. Hồn ảnh tuyệt đã vội vã dùng rất nhiều lưỡi đao bao xung quanh cơ thể phòng thủ. Tuy nhiên phát chém vào quả bom của Tiêu Viêm va chạm với hồn ảnh tuyệt, hồn ảnh tuyệt đã kêu trong biển lửa chết cháy và chỉ còn lại mỗi chiếc nhẫn và một cái lệnh bài Tiêu Viêm lấy luôn.
Trở lại với hỗn độn bất diệt nổ lòng lòng ý, Tịnh Vô Trần thấy Tiêu Viêm đã giết thêm được một tuyệt thế thiên tài. Họ cũng hơi đờ một chút xíu về Tiêu Viêm. Lúc này nổ lòng đã chửi cái thằng vừa xuất hiện là ai mà đánh lén Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cho nổ lòng nghe. Đó chính là hồn ảnh tuyệt của hồn ma bộ tộc. Nổ lòng không tin Tiêu Viêm sát hại được hồn ảnh tuyệt. Nói chung Tiêu Viêm không giải thích nhiều. Hắn chỉ nói vài câu. Khi nào đi ra khỏi sát lục huyết quật là hiểu. Tiêu Viêm giải thích đánh nhau với hỗn độn bất diệt chủ yếu dù hồn ảnh tuyệt xuất hiện mà thôi. Hắn xin lỗi hỗn độn bất diệt vì thằng hồn ảnh tuyệt ám sát hắn rất nhiều lần. Do đó nổ lòng đánh giá Tiêu Viêm có thể ngang trình với các tuyệt thế thiên tài. Và nổ lòng xin Tiêu Viêm giải thích nghi vấn hạch. Hồn ảnh tuyệt nổi nhất trong năm tuyệt thế thiên tài với khả năng là siêu sát thủ ám sát đánh lén. Dù khi solo thẳng mặt hơi yếu so với các tuyệt thế khác, nhưng sức mạnh của hồn ảnh tuyệt không đùa được. Vì sao Tiêu Viêm giao chiến một tí có thể giết được hồn ảnh tuyệt? Hay chuyện Tiêu Viêm phát hiện được hồn ảnh tuyệt ở trong khu rừng? Tiêu Viêm cũng trình bày, hắn chỉ cảm nhận tên hồn ảnh tuyệt sẽ ra tay ám sát, chứ cũng không phát hiện hồn ảnh tuyệt ở chỗ này. Lúc này hỗn độn bất diệt chỉ vào Tiểu Y nhận xét. Tiểu Y chính là thiên hỏa chi linh. Tiểu Y đã quay mông trêu nổ lòng. Điều này khiến hai người Long Ý và Tuyệt Vô Trần đã cười. Trong cuộc trò chuyện tiếp, hỗn độn bất diệt phân tích về Tiểu Y của Tiêu Viêm. Tiêu Y có thể ngưng tụ ra rất nhiều quả bom hỏa liên hình bông sen và không cần Tiêu Viêm mất thời gian tạo ra quả bom. Nếu Tiêu Viêm cho Tiểu Y cho ăn bom liên tục, hắn cũng sợ. Vì vậy Tiêu Viêm muốn tiếp tục đánh nhau tiếp với hỗn độn bất diệt, nên ba người Long Ý nổ lòng Tịnh Vô Trần lại di chuyển ra xa quan sát. Lúc này Tiêu Viêm tay cầm kiếm tuyên cổ xích chém ra một luồng đấu khí vào hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt từ trạng thái con người hóa thành siêu tanh ôm đam bản thể ma thú. Hỗn độn bất diệt tạo ra một lớp lá chắn bằng đất bọc cơ thể và chạm với Tiêu Viêm, nên đã tạo ra một vụ nổ. Tiêu Viêm lùi lại về phía sau mấy bước, còn hỗn độn bất diệt đứng im. Hỗn độn bất diệt bay lên bầu trời dùng sừng húc vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lách nhẹ né sang một bên. Hắn đã sử dụng đấu kỹ du viêm hóa tam xích. Cả bầu trời lửa màu xám đã đốt hỗn độn bất diệt, làm cho áo giáp đất của hỗn độn bất diệt nung vỡ và có màu đỏ. Hỗn độn bất diệt cho Tiêu Viêm tấn công không có tác dụng đâu. Nhưng Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ thiên xích vô ảnh di chuyển chém thẳng vào cái sừng tê giác của hỗn độn bất diệt. Hỗn độn bất diệt đã la to một tiếng, thì Tiêu Viêm di chuyển vào trong biển lửa giúp bụi. Trở lại với ba người Tịnh Vô Trần đang bình luận. Thanh niên Tiêu Viêm sao chép khả năng chiến đấu ám sát của hồn ảnh tuyệt. Long Ý bình luận. Tiêu Viêm đánh bại được hỗn độn bất diệt, khả năng nổ lòng lại khiêu chiến Tiêu Viêm thì chết. Chuyển đến chỗ hỗn độn bất diệt, hắn muốn dập tắt biển lửa của Tiêu Viêm, chứ để Tiêu Viêm giúp bụi trong đó hồi phục sức khỏe là không được. Cảm ơn anh em đã xem hết video.